thăm nhà máy sản xuất 20.000 xe Volvo mỗi năm tại Thái Lan. Mỗi ngày, nhà máy sản xuất xe tải tại Thái Lan cho ra đời 10 xe đầu kéo Volvo và 18 chiếc UD Trucks, công suất tối đa đạt 20.000 chiếc xe mỗi năm. Thái Lan được mệnh danh là Detroit của châu Á, bởi nơi đây là địa điểm đặt nhà máy của những hãng xe lớn nhất trên thế giới. Tính đến hết năm 2015, quốc gia này có sản lượng ô tô thứ 9 toàn cầu. Để làm được điều này, chính phủ Thái Lan đã tạo ra những khu miễn thuế để thu hút đầu tư. Tận dụng lợi thế này, năm 2013, Volvo Group đã đầu tư 2 tỷ baht để mở rộng công suất nhà máy trên đường Bang Na-Trat, thủ đô ngoại ô Bangkok, Thái Lan. Nhà máy này có nhiệm vụ lắp ráp xe tải UD Trucks và Volvo để xuất khẩu cho thị trường Đông Nam Á. Volvo tiếp tục đầu tư 3 tỷ baht để mở 17 trung tâm phân phối tại Thái Lan. Việc đầu tư nhà máy tại Thái Lan nằm trong kế hoạch kinh doanh dài hạn của Volvo, bởi nơi đây tập trung hầu hết các hãng sản xuất phụ kiện. Ngoài ra, mức thuế suất ưu đãi 0% trong nội khối ASEAN là điều kiện giúp xuất khẩu xe tới các nước trong khu vực với mức giá cạnh tranh mà không cần xây thêm nhà máy tại quốc gia sở tại. Một ngày cuối tháng 3, có cơ hội tận mắt chứng kiến quy trình làm ra một chiếc xe tải bên trong nhà máy sản xuất, lắp ráp 2 thương hiệu xe tải Volvo và UD Trucks tại Thái Lan. Bên trong nhà máy, âm thanh không quá ồn như thường thấy tại các xưởng cơ khí. Hàng trăm công nhân cần mẫn lắp ráp hơn 28.000 bộ phận khác nhau để cho ra đời một chiếc xe tải hoàn thiện. Nhà máy của UD Truck có công suất là sản xuất 20.000 chiếc xe tải mỗi năm, trong đó thì bao gồm 4.500 xe tải Volvo được sản xuất theo dạng lắp ráp linh kiện CKD 100% nhập khẩu từ Thụy Điển. Trung bình mỗi ngày thì nơi đây cho ra đời khoảng 10 chiếc xe tải Volvo và 18 chiếc UD Trucks. Từ nhà máy, xe tải được xuất khẩu đi các thị trường Nam Phi, Việt Nam, Philippines, Myanmar, Lào, Indonesia và Malaysia. Volvo và UD Trucks cho biết rằng họ không xuất khẩu sang Ấn Độ và Trung Quốc, bởi hai quốc gia này cũng đặt nhà máy của Volvo. Các dòng xe chính được sản xuất tại Thái Lan bao gồm xe tải UD Quester và Volvo FM, FH. Lãnh đạo Volvo nói rằng thị trường khu vực Đông Nam Á và Thái Lan có tiềm năng để phát triển mạnh ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp xe tải, bởi đây là khu vực phát triển kinh tế năng động bậc nhất thế giới. UD Trucks là một công ty thuộc tập đoàn Volvo, hãng sản xuất xe tải lớn nhất trên thế giới. Tiền thân UD Trucks là bộ phận sản xuất xe tải thuộc sở hữu của Nissan với tên gọi Nissan Diesel. Năm 2007, hãng này được Volvo Group mua lại, sau đó đổi tên thành UD Trucks. Những dòng xe tải của Volvo đã xuất hiện tại Việt Nam hơn 20 năm. Tuy nhiên, xe Volvo có mức giá cao hơn khoảng 50%. Chính vì vậy, không thể cạnh tranh lại những mẫu xe từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc như Fuso, Isuzu, Hyundai hay Hino. Xe Volvo chỉ được sử dụng để chuyên chở những mặt hàng nguy hiểm, ga, xăng dầu, hóa chất hay các mặt hàng giá trị lớn. Tập đoàn sản xuất xe tải Thụy Điển đã thay đổi chiến lược kinh doanh, đầu tư vào dòng xe tải giá tầm trung nhằm tăng sức cạnh tranh. Xe tải UD được sản xuất tại Thái Lan theo dạng lắp ráp với tỷ lệ nội địa hóa trên 50% và động cơ nhập khẩu từ Thụy Điển. Nhờ được ưu đãi thuế, mức giá UD ngang ngửa các dòng xe tải phổ biến trên thị trường hiện nay như Isuzu hay Hino. Xe tải UD Quester được nhập khẩu vào Việt Nam từ cách đây 2 năm. Khác với các đối thủ, UD chỉ tập trung vào phân khúc xe đầu kéo hạng nặng với hai loại động cơ 8 lít và 11 lít. Sức kéo của xe cũng khác nhau tùy vào mục đích sử dụng. Để tăng sức cạnh tranh, UD Trucks mở rộng mạng lưới phân phối xe tải khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam. Ngoài ra, hãng xe tăng cường chế độ hậu mãi cũng như trang bị cho xe UD Trucks những công nghệ mới. UD Quester có nhiều cấu hình bao gồm 4x2, 6x2, 8x2, 8x4 với hai loại dung tích, động cơ 8 lít và 11 lít. Loại xe này có thể hoạt động trên các tuyến đường ngắn cũng như đường trường, có nhiều phiên bản với công suất khác nhau. Thấp nhất đạt 280 mã lực, mạnh nhất có công suất 420 mã lực. Volvo Trucks là nhà sản xuất xe tải hạng nặng lớn nhất thế giới, trụ sở đặt tại Thụy Điển. Chiếc xe tải Volvo đầu tiên lăn bánh khỏi dây chuyền là vào năm 1928. Hiện nay thì Volvo Trucks sở hữu các thương hiệu xe tải Renault Truck, Mack Truck và UD Trucks. Bạn nghĩ sao về dòng Volvo này tại Thái Lan? Nếu như giá rẻ như là UD Trucks thì là Việt Nam chắc là gần bên Thái Lan, nhập về cũng là nhiều lắm đúng không ạ?